thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng nữ mạng mậu dần cung khảm mạng thành đầu thổ phật bà quan âm độ mạng tổng quan tử vi nữ mạng tuổi mậu dần nữ tuổi mậu dần tính cách mạnh mẽ tự tin ưa khám phá thích một cuộc sống sôi động khi còn trẻ có nhiều vận may trong học tập đời sống tình cảm gia đình thân thiết gắn bó thở trẻ có một mối tình đẹp nữ mậu dần cuộc đời dồi dào về mặt tài chính sự nghiệp ban đầu gặp chút khó khăn nhưng đến tuổi 30 lại rất vững chắc và phát triển cuộc sống về già may mắn về tình cảm gia đình và con cái được sống yên vui hạnh phúc bên gia đình nữ mậu dần cuộc sống đôi khi gặp phải những khó khăn trắc trở nhưng đa phần đều tốt đẹp tình cảm thuận lợi hôn nhân gia đình hạnh phúc sinh được sinh con được hưởng phúc lâu dài trong sự nghiệp gặp nhiều may mắn sau tuổi trung niên về già có vận may về tài chánh nữ tuổi mậu dần hưởng thọ trung bình từ 72 đến 88 tuổi nếu tích nhiều phúc đức ăn ở hiền lành thì tuổi thọ sẽ được gia tăng về tình duyên nữ tuổi mậu dần Thấy rằng những người này sinh vào các tháng 4 và tháng 9 âm lịch thì trong vấn đề tình cảm gặp phải rất khá nhiều trở ngại. Thời còn trẻ mậu dần có những mối tình đầu rất đẹp Nhưng do tính cách của bản thân hoặc các nhân tố bên ngoài tác động khiến tình cảm Hai người chuyển biến xấu và tan dở Bước sang độ tuổi 22 đến 24 tuổi thì nữ mậu dần mới gặp được người xứng đáng để đặt niềm tin Sau kết hôn cuộc sống tuy gặp nhiều giấc giả nhưng khá hạnh phúc Nữ mậu dần sinh tháng này có vận may lớn về con cái Mậu dần sinh vào các tháng Giêng, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Những người này yêu khá sớm, họ có những mối tình đẹp nhưng tan vỡ cũng nhanh. Sinh tháng này Mậu dần tính cách mạnh mẽ, họ không quá bi lụy, vấn vương khi chia tay các mối tình. Trong cuộc sống hôn nhân thì và gia đình, đây là những người khá may mắn về mặt tài chánh, tình cảm của họ bình thường nhưng lại rất có vận may về tài lộc. Mậu dần sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Đây là những người không phải tài giỏi lại rất thông minh xinh đẹp. Trong cuộc sống, luôn gặp được nhiều may mắn về tình cảm mậu dần sinh tháng này. Rất được lòng mọi người. Từ khi còn trẻ đã được khá nhiều người theo đuổi. Tình yêu thuận lợi và may mắn. Đa phần những người này, những người chồng tương lai của họ chính là mối tình đầu. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mỹ mãn gia đình và sự nghiệp cuộc sống gia đình lúc nhỏ có nhiều niềm vui nữ mậu dần khá may mắn về tình cảm gia đình cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại rất được cha mẹ yêu thương lớn lên họ có chút khó khăn trong cuộc sống nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tuy nhiên sau kết hôn lại khác mậu dần có cuộc sống hôn nhân đầm ấm và hạnh phúc bên chồng và con cái về già công danh phát triển về sự nghiệp Ban đầu, khi bước chân vào xã hội có gặp nhiều khó khăn cản trở, công việc không thuận lợi, nhưng chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, hết sức thì họ sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Nữ mậu dần, sự nghiệp có bước phát triển và đột phá, nhất là vào năm 30 tuổi. Những năm sau đó phát triển không ngừng và có vận tiền tài. Tuổi hợp làm ăn, nữ mậu dần, nếu có ý định làm ăn kinh doanh và cần tìm người để hợp tác buôn bán thì nên chọn những người sau đây để đem lại rất nhiều may mắn và thuận lợi về tiền bạc đó là các tuổi kỷ mão quý mùi và ất dậu lựa chọn vợ chồng kết hôn với một trong số các tuổi kỷ mão quý mùi ất dậu đinh hợi đinh sửu ất sửu thì nữ mậu dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn may mắn cả về tình cảm lẫn tiền bạc do hợp mệnh nên nếu kết duyên với những người trên cuộc sống gia đình sẽ rất thoải mái từ vật chất đến tình cảm sau kết hôn công danh sự nghiệp phát triển không ngừng nỗ lực làm việc sẽ có được một cuộc sống giàu sang quyền quý nếu kết hôn với một trong số các tuổi canh thìn nhâm ngọ bính tuất bính tý thì nữ mậu dần cuộc sống khá hạnh phúc nhưng đôi lúc có gặp phải những khó khăn về tiền bạc muốn có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ và sung túc thì hai người phải cố gắng hơn nữa trong vấn đề tạo dựng sự nghiệp của bản thân kết hôn với một trong số các tuổi mậu dần giáp thân thì nữ mậu dần tình cảm không thuận lợi và trắc trở sau kết hôn tuy rằng họ không phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề tiền bạc nhưng hạnh phúc gia đình có thể sẽ bị phá hoại bởi kẻ thứ ba muốn gia đình được im ấm và hòa thuận thì nữ mậu dần ngoài việc quan tâm phải quan tâm hơn chăm sóc hơn cho những thành viên trong nhà thì còn phải đề phòng các mối quan hệ xung quanh hai vợ chồng trong những năm 20 tuổi 26 32 38 44 50 và 59 tuổi nữ mậu dần không nên tổ chức kết hôn hay cưới hỏi bởi do xung khắc về tuổi nên nếu đám cưới vào những năm này sẽ đem đến nhiều điều không may mắn dẫn tới lục đục trong gia đình. Tuổi đại kỵ Đại kỵ được chia làm hai mảng, đó là đại kỵ trong làm ăn và đại kỵ trong hôn nhân. Nữ tuổi mậu dần không thích hợp với các tuổi tân tỵ và quý tỵ. Nếu hợp tác làm ăn với những người này có thể dẫn tới những điều không thuận lợi. Do vậy mà mậu dần cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn ai cho phù hợp nếu kết hôn với những người trên thì cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn mậu dần nếu lỡ yêu thương trong một số những tuổi trên thì nên giữ vững tinh thần trước sóng gió và thử thách chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó đảm bảo tình cảm giữa hai người năm khó khăn nhất trong cuộc sống có những năm mà mậu dần cần phải hứng chịu rất nhiều những rủi ro cuộc sống không thuận lợi nhiều khó khăn cản trở xảy đến đó là vào năm 23 tuổi, 27, 31 và năm 40 tuổi. Vào những năm này họ cần hết sức cẩn thận với các quyết định của bản thân, cố gắng hơn trong vấn đề tình cảm. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, lựa chọn ngày giờ xuất hành sao cho phù hợp cũng là một yếu tố góp phần vào sự thành công thuận lợi cho những dự định lớn sắp thực hiện nữ mậu dần phù hợp xuất hành vào những ngày chẳng, tháng chẵn và giờ chẵn xuất hành vào thời điểm này sẽ tạo nên sự may mắn về tiền bạc thuận lợi về bổn mạng diễn tiến từng năm từ năm 19 đến năm 25 tuổi năm 19 tuổi thuận lợi về tiền bạc những năm này có một số khoản thu tài chính năm 20 tuổi tình cảm thuận lợi và phát triển trong năm công việc bắt đầu có những bước tiến tốt đẹp năm 21 tuổi thích hợp để thực hiện tạo dựng sự nghiệp năm 22 và năm 23 tuổi nhiều cơ hội trong công việc xảy ra Mậu dần nên cố gắng nắm bắt năm 24 tuổi tình cảm đặc biệt phát triển nếu kết hôn vào năm này sẽ gặp nhiều may mắn năm 25 tuổi sự nghiệp phát triển bình thường đầu năm gặp chút khó khăn nhưng đều được giải quyết tốt đẹp từ năm 26 đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi có vận tiền tài tài lộc phát triển, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong năm danh tiếng cũng lên cao, tạo thuận lợi trong công việc làm ăn. Năm 27 tuổi cẩn thận trong công việc làm ăn buôn bán, tránh hao tổn tiền bạc. Năm 28 tuổi cẩn thận hơn về vấn đề sức khỏe. Trong năm nên bồi dưỡng tình cảm của mọi người trong gia đình. Năm 29 tuổi cuộc sống có nhiều niềm vui. Trong năm có tin vui về con cái, công việc bình thường, không có nhiều phát triển. Năm 30 tuổi, trong năm có khoản thu bất ngờ, công việc thuận lợi và dễ dàng thăng tiến. Năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi có xảy ra chút vướng mắt. Với cấp trên, công việc đôi chút không thuận lợi, năm 32 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc gia đình và con cái. Mặt khác chú ý, tránh mắc một số bệnh, năm 33 tuổi, năm này công việc vững chắc, danh tiếng cũng đi lên, cuối năm có khoản thu khá. Năm 34 và năm 35 tuổi, những năm này thích hợp để thực hiện dự án lớn, trong năm nguồn thu dồi dào. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc, năm 37 tuổi thích hợp Đầu tư kinh doanh để đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, năm 38 tuổi, tình cảm gia đình phát triển, các thành viên trong nhà đoàn kết để vượt qua khó khăn. Năm 39 và năm 40 tuổi, cuộc sống có nhiều điều hay đẹp. Năm 41 và năm 45 tuổi, năm 41 và 42 tuổi, những năm này gặp nhiều khó khăn trong công việc, không nên đầu tư làm ăn lớn, suy nghĩ kỹ trước các quyết định trọng đại. Năm 43 và nên cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh năm 44 và 45 tuổi không nên đi làm ăn xa cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh chuyện thị phi năm 46 đến năm 50 tuổi những năm này mậu dần gặp nhiều may mắn cả về tiền bạc lẫn tình cảm năm 46 tuổi sức khỏe có những chuyển biến tốt đẹp năm 47 và năm 48 tuổi tình cảm gia đình phát triển nhưng Tuy nhiên cẩn thận hơn tới vấn đề làm ăn năm 49 tuổi sự nghiệp phát triển hơn trước có vận may tiền tài chánh, năm 50 tuổi không nên đầu tư quá lớn trong năm này, gia đình có chuyện vui mừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.